Thi Thiên 94. Lạy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài. Đức Chúa Trời ơi, sự báo thù thuộc về Ngài. Xin chiếu rạng vinh quang Ngài. Lạy Chúa là thẩm phán của thế gian. Xin trỗi dậy báo trả xứng đáng cho kẻ kiêu ngạo. Lạy Đức Giê-hô-va, kẻ ác cứ được vui sướng, hả hê cho đến bao giờ? Chúng buông những lời sắc sược, tất cả kẻ làm ác đều khoe khoang. Lạy Đức Giê-hô-va, chúng chà nát con dân Ngài, gây khốn khổ cho cơ nghiệp Ngài. Chúng giết kẻ quá bụa và khách lạ, sát hại kẻ mồ côi. Chúng nói, Đức Giê-hô-va sẽ không thấy đâu, Đức Chúa Trời của Gia-cốp chẳng để ý đến. Này người u mê trong dân chúng, hãy suy xét. Hỡi kẻ ngu dại, bao giờ các ngươi mới khôn ra? Đấng đã dựng nên lỗ tai lại không nghe sao? Đấng đã nắn nên con mắt sẽ chẳng thấy sao? Đấng khiển trách các nước sẽ chẳng trừng phạt sao? Ngài là đấng dạy tri thức cho loài người. Đức Giê-hô-va biết tư tưởng loài người, chúng chỉ là hư ảo. Lạy Đức Giê-hô-va, phước cho người nào được Ngài sửa phạt và dạy luật pháp Ngài cho, để ban cho người ấy được an nghỉ trong ngày hoạn nạn, cho đến khi hầm đã đào xong cho kẻ ác. Vì Đức Giê-hô-va không lìa con dân Chúa, cũng chẳng bỏ cơ nghiệp Ngài. Công lý sẽ trở về với người công chính, và tất cả người nào có lòng nghe thẳng sẽ đi theo điều ấy. Ai sẽ vì con đứng lên chống lại kẻ dữ? Ai sẽ đứng dậy bên vực con chống lại kẻ bạo tàn? Nếu Đức Giê-hô-va không giúp đỡ con, thì linh hồn con đã sớm về miền đất im lặng rồi. Lạy Đức Giê-hô-va, khi con nói chân con vấp ngã, thì lòng nhân từ Ngài nâng đỡ con. Khi lòng con đầy ưu tư lo lắng, thì sự an ủi của Ngài làm cho linh hồn con vui vẻ. Bọn thống trị độc ác dùng sắc luật làm cho dân tình khốn khổ. Lẽ nào Ngài liên minh với chúng? Chúng hiệp lại để hại mạng sống người công chính và kết án tử hình kẻ vô tội. Nhưng Đức Giê-hô-va là đồn lũy của con, Đức Chúa Trời là vần đá bảo vệ con. Ngài sẽ báo trả chúng vì bạo lực của chúng và hủy diệt chúng vì tính độc ác của chúng. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con sẽ hủy diệt chúng. Luca chương 15. Bấy giờ tất cả những người thu thuế và kẻ có tội đến gần Đức Chúa Giê-xu để nghe Ngài giảng. Những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo phàn nàn rằng: Người này tiếp những kẻ tội lỗi và ăn uống với chúng. Vì thế Ngài kể cho họ ẩn dụ này: Có ai trong các ngươi có 100 con chiên? Nếu mất một con mà không để 99 con kia nơi đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất chăng? Khi đã tìm được thì vui mừng vác nó trên vai. Và lúc về đến nhà, người ấy gọi các bạn hữu và láng giềng đến mà nói: Hãy chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên bị mất. Cũng vậy, ta bảo các ngươi, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là 99 người công chính không cần phải ăn năn. Hay là có người phụ nữ nào có 10 đồng bạc, nếu mất một đồng mà không thắp đèn, quét nhà và cẩn thận tìm kiếm cho kỳ được sao? Khi tìm được rồi, nàng gọi các bạn hữu và láng giềng đến mà nói: Hãy chung vui với tôi vì tôi đã tìm được đồng bạc bị mất. Cũng vậy, ta bảo các ngươi, các thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn. Ngài lại kể tiếp: Một người kia có 2 con trai. Người em nói với cha: Thưa cha, xin chia cho con phần tài sản thuộc về con. Và người cha đã chia gia tài cho chúng. Chẳng bao lâu, người em tóm thu hết của cải và đi đến một nơi xa. Ở đó, nó ăn chơi phóng đãng, phung phí tài sản mình. Khi đã tiêu sạch của rồi, trong xứ xảy ra một nạn đói lớn và nó bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. Nó phải đi làm mướn cho một người dân bản xứ và bị sai ra đồng chăn heo. Nó ước ao lấy vỏ đậu của heo ăn
mà ăn cho no nhưng chẳng ai cho. Bây giờ nó mới tỉnh ngộ, tự nhủ: biết bao nhiêu người làm mướn cho cha ta được ăn bánh dư dật mà ở đây ta phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha và thưa với cha: cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, không xứng đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha xem con như người làm thuê của cha vậy. Nó liền đứng dậy, trở về với cha mình. Nhưng khi còn ở đàng xa, người cha thấy nó thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ nó mà hôn. Người con thưa với cha: cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, chẳng còn xứng đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo các đệ tớ: hãy mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân. Hãy bắt con bê mập làm thịt, chúng ta hãy ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ tìm lại được. Rồi họ bắt đầu ăn mừng. Bây giờ người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà nghe tiếng đàn ca nhảy múa, anh ta gọi một đầy tớ mà hỏi xem có việc gì. Đầy tớ thưa: em cậu đã trở về và cha cậu đã làm thịt con bê mập vì ông thấy cậu ấy về được mạnh khỏe. Người con cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Người cha đi ra và khuyên dỗ chàng, nhưng anh thưa với cha: cha xem, đã bao nhiêu năm con phục vụ cha, chưa từng trái lệnh cha, mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê con để chung vui với bạn hữu. Nhưng khi đứa con kia của cha là đứa đã phung phí hết tài sản của cha với gái mại dâm rồi trở về, thì cha lại làm thịt con bê mập ăn mừng. Người cha đáp: con ơi, con luôn luôn ở với cha, tất cả của cha là của con, nhưng đáng phải dọn tiệc và vui mừng vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay tìm lại được. Daniel chương 7. Năm thứ nhất triều vua Belshazzar nước Babylon. Khi đang nằm trên giường, Daniel thấy chiêm bao và những khải tượng trong đầu mình. Ông viết ra để thuật lại nội dung giấc chiêm bao ấy. Daniel nói: ban đêm trong khải tượng, tôi thấy gió khắp bốn phương trời khuấy động biển cả. Bốn con thú lớn từ biển đi lên, mỗi con một khác. Con thứ nhất giống như sư tử nhưng mang cánh đại bàng. Tôi nhìn cho đến khi những cánh nó bị bẻ gãy, nó bị nhấc lên khỏi đất và đứng trên hai chân như người. Nó được ban cho lòng dạ loài người. Này, một con thú khác xuất hiện. Con thú thứ hai giống như con gấu, nó đứng nghiêng một bên, miệng ngậm ba khúc xương sườn giữa hai hàm răng. Người ta bảo nó: đứng lên, ăn thật nhiều thịt đi. Kế đó, tôi còn đang nhìn thì kìa, một con thú khác giống như con beo, trên lưng có bốn cánh như cánh chim. Con thú có bốn đầu và được trao quyền cai trị. Sau đó, trong khải tượng ban đêm, tôi lại thấy một con thú thứ tư trông dữ tợn, đáng sợ và mạnh mẽ phi thường. Nó có bộ răng bằng sắt khổng lồ, nó nuốt và nghiền nát, rồi dùng chân giày đạp vật gì còn lại. Nó khác hẳn các con thú trước và có đến 10 cái sừng. Tôi đang suy nghĩ về các sừng đó thì kìa, có một cái sừng khác, nhỏ hơn, mọc lên giữa những sừng ấy. Ba cái trong những sừng trước bị nhổ tận gốc trước mặt nó. Sừng nhỏ này có nhiều mắt giống như mắt người và một cái miệng nói những lời sắc sược. Tôi nhìn cho đến khi các ngai được sắp đặt hẳn hoi. Có đấng thượng cổ ngồi trên đó. Áo ngài trắng như tuyết, tóc trên đầu ngài như lông chiên tinh sạch. Ngai ngài là những ngọn lửa có các bánh xe cháy hừng hực. Trước mặt ngài, một dòng sông lửa chảy ra. Nghìn nghìn hầu hạ ngài, vạn vạn chầu trước mặt ngài. Tòa bắt đầu xét xử, sổ sách đã mở ra. Bây giờ tôi tiếp tục nhìn vì có tiếng của những lời sắc sược từ các sừng ấy nói ra. Tôi vẫn nhìn cho đến khi con thú bị giết, xác nó bị hủy diệt và làm mồi cho lửa.
Những thú còn lại cũng bị tước quyền thống trị, nhưng được kéo dài đời sống thêm một thời và một kỳ. Trong những khải tượng ban đêm, tôi lại nhìn thấy một vị giống như con người đến với những đám mây trời. Vị ấy đến gần và được đưa đến trước mặt Đấng Thượng Cổ. Đấng Thượng Cổ ban cho vị ấy quyền thống trị, vinh quang và vương quốc. Mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi ngôn ngữ đều phục vụ vị ấy. Quyền thống trị Ngài là quyền đời đời, chẳng hề mai một, và vương quốc Ngài không bao giờ suy vong. Tôi, Daniel, tâm linh tôi khắc khoải. Những khải tượng trong đầu làm tôi bối rối. Tôi đến gần một trong những người đứng đó và hỏi sự thật về tất cả những điều này. Người ấy giải nghĩa cho tôi như sau: bốn con thú lớn đó là bốn vua sẽ xuất hiện trên đất, nhưng các thánh của Đấng Chí Cao sẽ tiếp nhận vương quốc và nắm giữ vương quốc ấy đời đời cho đến đời đời vô cùng. Bây giờ tôi muốn biết chắc chắn về con thú thứ tư là con khác hẳn các con thú khác, vô cùng dữ tợn với răng sắc và móng đồng. Nó cắn nuốt, nghiền nát và lấy chân giày đạp những gì còn sót lại. Tôi cũng muốn biết thêm về 10 cái sừng ở trên đầu nó và về cái sừng khác mọc lên khiến ba sừng rụng xuống trước mặt nó. Là cái sừng có mắt và miệng nói những lời sắc sược và có vẻ mạnh bạo hơn những sừng khác. Khi tôi nhìn, cái sừng này tranh chiến với các thánh và chiến thắng, cho tới khi Đấng Thượng Cổ ngự đến, lập sự phán xét để bênh vực các thánh của Đấng Chí Cao, và đến kỳ các thánh thừa hưởng vương quốc. Người ấy giải thích với tôi, con thú thứ tư sẽ là vương quốc thứ tư trên đất, khác hẳn mọi vương quốc kia. Vương quốc đó sẽ ăn nuốt, giày đạp và nghiền nát cả trái đất. 10 cái sừng là 10 vua sẽ ra từ vương quốc đó, nhưng sẽ có một vua nổi lên sau, khác hẳn các vua trước, và sẽ đánh đổ ba vua. Vua này sẽ nói những lời xúc phạm Đấng Chí Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Chí Cao. Vua định thay đổi thời và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó vào tay vua ấy cho đến một kỳ, hai kỳ và nửa kỳ. Nhưng tòa sẽ phán xét và quyền thống trị của nó sẽ bị tước bỏ. Để tận diệt và hủy phá vĩnh viễn quyền ấy, bây giờ vương quốc, quyền thống trị và sự cao trọng của các vương quốc trong thiên hạ sẽ được ban cho dân các thánh của Đấng Chí Cao. Vương quốc của Ngài là vương quốc vĩnh cửu, và mọi quyền thống trị đều phục vụ và vâng lời Ngài. Sự việc kết thúc tại đây. Còn tôi, Daniel, các ý tưởng khiến tôi vô cùng bối rối, mặt mày biến sắc. Nhưng tôi vẫn ghi nhớ những việc đó trong lòng. Daniel chương 8. Năm thứ ba, triều vua Belshazzar, có một khải tượng hiện đến với tôi, Daniel. Khải tượng này đến sau khải tượng tôi đã thấy trước đây. Trong khải tượng, tôi thấy mình đang ở trong cung Susa thuộc tỉnh Elam. Và cũng trong khải tượng, tôi thấy mình đang ở cạnh sông Ulai. Tôi ngước mắt lên và thấy một con chiên đực có hai sừng đứng cạnh bờ sông. Cả hai sừng đều cao, nhưng một sừng cao hơn sừng kia, và sừng cao hơn lại mọc lên sau. Bây giờ tôi thấy con chiên đực lấy sừng hút về phía tây, phía bắc và phía nam. Không một loài thú nào chống cự nó được, và không gì có thể thoát khỏi tay nó. Nó muốn làm gì tùy thích và ngày càng lớn mạnh. Khi tôi đang chăm chú nhìn thì kìa, một con dê đực đến từ phía tây, đi rảo khắp mặt đất mà chân không chạm đất. Con dê đó có một cái sừng lớn nhô hẳn lên giữa hai con mắt. Nó đến chỗ con chiên đực có hai sừng mà tôi đã thấy đứng cạnh bờ sông. Con dê hùng hổ xông vào con chiên đực. Tôi thấy nó tiến sát con chiên đực và giận dữ, hút con chiên đực làm gãy hai cái sừng. Con chiên đực không đủ sức chống lại. Con dê vật nó xuống rồi giày đạp lên trên, và chẳng ai có thể cứu con chiên đực khỏi nó được. Con dê đực trở nên cực kỳ to lớn.
Nhưng đang lúc nó mạnh mẽ thì cái sừng lớn của nó bị gãy. Và ngay chỗ đó có bốn cái sừng nhô ra theo hướng gió bốn phương trời. Từ một trong các sừng đó nhú ra một cái sừng nhỏ rồi trở nên vô cùng lớn, hướng về phía nam, phía đông và về miền đất Vinh Hiển. Nó vươn đến tận đạo quân trên trời, làm cho một phần đạo quân và một phần các ngôi sao rơi xuống đất rồi dày đạp lên chúng. Nó tự cho mình lớn bằng vị tướng chỉ huy đạo quân, dẹp bỏ tế lễ thiêu hằng hiến khỏi ngài và phá đổ nơi thánh của ngài. Do tội ác mà đạo quân đã bị phó cho nó cùng với tế lễ thiêu hằng hiến, cái sừng đó quăng sự thật xuống đất. Nó thành công trong mọi việc nó làm. Bây giờ tôi nghe một đấng thánh nói và một đấng thánh khác nói với đấng đang nói đó rằng: Khải tượng về tế lễ thiêu hằng hiến, về tội ác đưa đến sự hủy diệt, về việc phó nơi thánh cùng đạo quân để bị dày đạp dưới chân nó sẽ còn kéo dài đến bao giờ? Đấng ấy trả lời: Cho đến 2300 buổi chiều và buổi sáng, sau đó nơi thánh sẽ được thanh tẩy. Khi tôi, Daniel, nhìn thấy khải tượng đó và đang tìm hiểu thì bỗng dưng có ai đó mang hình dạng người nam đứng trước mặt tôi. Tôi nghe tiếng một người nam gọi từ giữa sông Ulai bảo rằng: Gabriel, hãy giải thích cho người này hiểu khải tượng đi. Vị ấy liền đến gần chỗ tôi đứng. Thấy vị ấy đến, tôi kinh hãi và ngã sấp mặt xuống đất. Nhưng vị ấy bảo tôi: Hỡi con người, hãy hiểu rằng khải tượng này liên quan đến thời kỳ cuối cùng. Khi vị ấy còn đang nói với tôi thì tôi chìm vào giấc ngủ mê, mặt sấp xuống đất. Nhưng vị ấy chạm vào tôi khiến tôi đứng dậy và bảo: Này, ta sẽ bảo cho ngươi biết điều sẽ xảy đến vào cuối kỳ thịnh nộ. Vì điều này liên quan đến kỳ cuối cũng đã được ấn định. Con chiên đực có hai sừng mà ngươi đã thấy là các vua nước Medi và Ba Tư. Con dê đực là vua nước Hy Lạp. Và cái sừng lớn mọc giữa hai con mắt là vua đầu tiên. Còn cái sừng gãy đi và có bốn sừng khác mọc thế vào chỗ đó, tức là bốn vương quốc nổi lên từ quốc gia đó nhưng không có sức mạnh của quốc gia đó. Vào cuối thời trị vì của chúng, khi tội ác đã đạt đến tột đỉnh, một vua có bộ mặt hung dữ, lắm mưu mô xảo quyệt sẽ xuất hiện. Quyền lực của vua ấy gia tăng, nhưng không bởi sức riêng của mình. Vua ấy gây ra những sự tàn phá khốc liệt và thành công trong mọi việc mình làm. Vua ấy cũng tiêu diệt những người hùng mạnh cùng dân thánh. Nhờ vào xảo thuật, vua ấy thực hiện thành công các mưu đồ gian dối. Vua sinh lòng tự cao tự đại. Vua bất ngờ tiêu diệt nhiều người và dám nổi lên chống lại chúa của các chúa. Nhưng vua ấy sẽ bị tiêu diệt dù không bởi tay loài người. Khải tượng về các buổi chiều và các buổi sáng đã nói đến là sự thật. Nhưng ngươi phải giữ kín khải tượng đó vì nó thuộc về tương lai xa. Bây giờ tôi, Daniel, kiệt sức và đau ốm trong nhiều ngày. Sau đó tôi trỗi dậy và làm công việc cho vua. Tôi rất bàng hoàng về khải tượng ấy và vẫn không sao hiểu hết ý nghĩa.